Lãi suất ngân hàng hôm nay 12 tháng 8 có 5 ngân hàng trả lãi suất từ 6,1 đến 8%. Đó là ngân hàng nào? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này để cùng biết nhé. Lãi suất BV Combank hiện ở mức cao nhất thị trường lên đến 9,5% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Tiếp theo là HD Bank với mức lãi suất khá cao 8,1% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỷ đồng. Ngân hàng này cũng áp dụng mức lãi suất 6% đối với kỳ hạn 18 tháng. MSB cũng áp dụng mức lãi suất khá cao với lãi suất tiền gửi tại quầy ngân hàng lên tới 8% trên năm cho kỳ hạn 13 tháng và 7% cho kỳ hạn 12 tháng. Điều kiện áp dụng là sổ tiết kiệm mở mới hoặc sổ tiết kiệm mở từ ngày 1 tháng 1 2018, tự động gia hạn, có kỳ hạn gửi 12 tháng, 13 tháng và số tiền gửi từ 500 tỷ đồng. Ngân hàng Đông Á Banh có mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 13 tháng trở lên, lãi cuối kỳ với khoản tiền gửi 200 tỷ đồng trở lên, áp dụng mức lãi suất 7,5% trên năm. NCB, VRB và Ocean Bank áp dụng mức lãi suất 6,1% cho kỳ hạn 24 tháng. Bắc Á Banh áp dụng mức lãi suất 6,05% cho kỳ hạn 24 tháng. OCB áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 36 tháng. AB Bank áp dụng lãi suất 6% cho kỳ hạn 12 tháng. BV Bank và Techbuy VB Bank cũng áp dụng lãi suất 6% kỳ hạn 24 tháng và 12 tháng. Sài Gòn Bank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 13, 18 và 24 tháng, mức 6,1% cho kỳ hạn 36 tháng. Bạn thấy mức lãi suất trên như thế nào? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video để mọi người cùng biết nhé. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé. So sánh lãi suất ngân hàng cao nhất, thấp nhất ở các kỳ hạn 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng, theo khảo sát của Báo Lao Động, lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn 3 tháng là 4,2% của Techbuy VB Bank, trong khi đó lãi suất ngân hàng thấp nhất kỳ hạn 3 tháng là 1,9% của Vietcombank và SCB. Chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 3 tháng khá lớn, lên tới 2,3%. Lãi suất ngân hàng cao nhất kỳ hạn 6 tháng là 5,5%, thuộc về ngân hàng Techbuy VB Bank. Mức lãi suất thấp nhất ở kỳ hạn này là 2,9% của Vietcombank và SCB. Khoảng cách chênh lệch lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 6 tháng là 2,6%. Đối với kỳ hạn 12 tháng, PV Combank đột phá với mức lãi suất ở mức 9,5%, cao hơn nhiều so với mức cao nhất trên 5% của một số ngân hàng khác. Trong khi đó, SCB có lãi suất thấp nhất kỳ hạn này ở mức 3,7%, tạo nên khoảng chênh lên tới 5,8%. Ở kỳ hạn 24 tháng, lãi suất ngân hàng cao nhất là 6,1% của NCB và Ocean Bank. Mức lãi suất thấp nhất là 3,9% của SCB. Khoảng cách chênh lệch giữa lãi suất cao nhất và thấp nhất ở kỳ hạn 24 tháng là 2,2%. Bạn đánh giá mức lãi suất của các ngân hàng trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xem quanh thông tin về lãi suất ngân hàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé.